nói chung là cho ăn cái tốc độ và cái vi sinh là nó dùng vi sinh ấy, là nó ăn nó ít 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 bị bệnh. Đấy, thì bà con bây giờ nên chăn nuôi không nên dùng kháng sinh nhiều đúng không? Rồi, rồi không nên dùng kháng sinh. Kháng sinh sau nó kém, phát triển kém. Sau anh dùng nhiều cho là cái đổi cho nhà cám ta không ra cái gì. Con ếch này nó đơn giản mà. Về cái nắng thì nó ưa nhiệt độ để nó tiêu thức ăn tốt. Thế nhưng mà nó không phải nó thích nắng mà mình bỏ nắng là có nhiều anh bỏ nắng chết. Đấy, nó nóng nó quá nhiệt. Cái lưới tre này có phải che hết 100% không chú, hay là mình vẫn phải hở ra cho nó? Không, cứ che 100% được, ở cái này che 100% được. Vì cái này nó vẫn đủ ánh nắng này. Mấy cái hôm mà thay đổi thời tiết thì mình có phải trộn thêm thuốc men gì cho ăn không anh? Có, bây giờ cho cái tăng lực cho C, rồi cho có thuốc tăng lực cho ăn, thuốc bổ cho ăn. Gần đây thì chưa đầu tư được cái máy quay này, để đi mua cái máy quay này đảo nước à, đảo nước đảo cám đấy. Rồi. Chứ không phải đảo nước là cần thiết thì nó bình thường, mà máy mình tốt thì nó lạnh thì là được rồi, nó đủ lắm, sạch là được rồi. Thế hôm nay là bắt đầu cho tháo đây đấy, là cho nước vào đấy chứ. Nước đây là chú lấy từ hệ thống nào vào đây chứ? Sông đây. Là sông vào. Ừ, sông ngay bờ đó. Cái này là bơm liên tục hay là thỉnh thoảng mới bơm hay chú? Bơm ấy, đây là bơm liên tục đấy. Cách một ngày là bơm một ngày, nhưng mà giờ đang cho tầm ít nước thôi, nhưng mà cho liên tục, có nghĩa là cho tầm ít. Đây là ý tưởng sẽ tháo cạn đi, nhưng mà giờ không cần tháo cạn mà. Đấy thì bà con nào mà có nhu cầu mua ếch thịt trong thời gian tới thì cũng có thể liên hệ với chú. Số điện thoại chú tôi sẽ để ở phần mô tả video này. Và bên cạnh đấy thì trang trại của chú ở đây thì cũng sản xuất ếch giống. Cũng thuộc vào những trang trại lớn nhất miền Bắc, thì bà con nào quan tâm thì cũng có thể để lại số điện thoại ở phần bình luận, chúng tôi sẽ gọi tư vấn cho bà con. Hiện tại đây là đang có khoảng 6 vạn chú nhỉ? 6 vạn. 6 vạn con. Đấy. Cái mô hình này là đang 6 vạn con của gia đình chú. Xong là mẹ đang bắt đầu là cho che nắng đấy. Đang làm cái lưới tre đấy chú. Mà mua là cái lưới này phải mua của Thái. Chứ lại đen thì chỉ bão cái là vứt. Cái này là của Thái chú. Của Thái đấy. Mình sử dụng được lâu chú? Nó phải 3 năm, ít phải 3 năm. 3 năm rồi. Đấy. Chứ loại kia thì cái loại như gọi là đen đen kìa. Đã nặng thì bão cái là đứt hết. Chú ơi, mỗi cái ao này mình nuôi thì nuôi toàn bộ mặt ao luôn hay là nuôi bao nhiêu diện tích là được chú nhỉ? Bây giờ bình thường ra nếu mặt ao này mình muốn kín thì mình phải làm tốt cái khâu cơ bản, cái khâu tháo nước. Tất nhiên nó thêm vào thế nó phải ô nhiễm nhiều hơn. Thì mình phải thay nước liên tục. Kết hợp với đánh vi sinh nữa chú nhỉ? Đấy, vi sinh. Đấy, cơ bản vi sinh là phải đánh. Tuy rằng nó có thể quá một tí nhưng mà có vi sinh nó khác cái thối kia. Đấy. Sẽ giảm một phần nào đấy. Vâng, nó để nó ô nhiễm, có nghĩa là để cho con ếch nó không thể mắc bệnh được. Nên chú tháng năm làm cái cầu bên kia, cầu lệch kia. Cầu lệch sau bên này là bám vào bờ, bên kia bám vào cầu, như cái này là mình thiết kế như vậy hơi bị lãng phí mặt bằng. Anh em cho lệch bên kia lại thêm một hàng nữa, thêm một hàng lưới nữa. Cái này lúc bắt giống về thì mình có phải thỉnh thoảng có phải lọc ra chút to ra về không? Có điều kiện nhá thì phải lọc. Lọc thì nó thứ nhất là nó đều ếch này, đều ếch và nó trống lớn, nó không gọi nhau. Thường thường đấy, con mà bé nhá, con bé lệch tinh chúi ở cái góc, cậu không dám ra ăn. Cái đặc tính con ếch thế. Thế nên là phải lọc, cái lọc bằng cái này người ta có thể là nếu mà làm trắng này ta múc lên vọt rồi múc lên một cái bẻ để người ta có thể trồng chọn tối. Tối nó nhặt đâu cũng được con nào được đấy. Ngày thì nó nhảy rồi lao sao nó quá mắt.
Kia chú có thiết kế cái hệ thống máy phun mưa chứ? Đấy, máy phun mưa đây. Đấy, nóng quá là vẫn chia che thế kia vẫn được phun, nó mát ếch. Đặc biệt thế đừng thấy người ta nói là con ếch hoặc là con cá sấu. Yeah. Nó là máu lạnh, nó thích phơi nắng, nhưng không phải là mình nó thích đâu, nó đủ cái là nó phải vào. Yeah. Bởi đấy phơi nắng, con ếch cái giống máu lạnh này cần nhiệt để nó tiêu hóa. Vâng. Đấy, tiêu hóa nhanh, nó cần phơi nắng. À, chú cho anh em xem cái mô hình giống của chú, xem có con giống. Cái giống này thì mình cung ứng quanh năm hả chú, hay là từ tháng mấy đến tháng mấy thôi chú nhỉ? Nó chỉ được từ tháng 4 mới có giống. Đấy là tháng 4 nó bắt đầu là mùng 3, mùng 4 thì mình đây làm sớm là mùng 3, mùng 4 đến mùng 10 đã có giống rồi. Yeah. Thế còn những người khác đa số phải cuối tháng 4 mới họ mới có giống. Đây là ếch đực. Đây là ếch đực của chú. Ếch đực của chú. Đây là ếch cái này. Ui, cái to chú nhỉ? Cái to nhưng mà chưa đạt được quần mình. Quá to luôn. Vẫn thân tìm đi tìm với anh Thái Lan đấy. Bên đấy một công ty cám mà có điều kiện, hay cháu có điều kiện lại đi lấy về tập trung cung ứng lại cái giống, đổi giống cho người ta. Rồi. Thực tế là người ta chăn nuôi ếch rất nhiều nhưng mà chưa ai có cái phân phối cái giống F1, nói là giống F1. Vâng. Đàn ếch này quá đẹp luôn, con to rất là đều. Thế mà chỗ đẻ được một lần thứ hai thì thấy đẻ nó rời trứng nhiều quá mà đấy, cái chỗ nó mới lên đấy. Đấy. Khi mà có cái đàn bố mẹ nó đẹp thế này thì ra chất lượng con giống rất là tốt. Tốt mà nó không hay đẻ đâu được đấy. Yeah. Đây là mô hình nuôi ếch trên trên ao nha bà con nhá. Bà con nào mà cần quan tâm về cái mô hình này thì cũng có thể liên hệ cho chúng tôi theo số hotline trên màn hình. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con. Bác nào mà cần mua ếch thịt cũng có thể liên hệ cho chúng tôi, mua ếch giống, ếch thịt đấy thì liên hệ cho chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn và thiết kế cho bà con được. Đây là một trong những cái mô hình nuôi mà được rất là nhiều bà con quan tâm trong thời gian qua và chúng tôi đã làm một cái video thực tế như thế này để cho anh em xem. Đấy. Con ếch này thì chúng ta có thể nuôi ở trong cái tráng này với mật độ từ 100 đến 120 con trên 1 mét vuông. Và ao thì bà con nên sử dụng nước ao có nước ra vào thì càng tốt và xử lý vi sinh. Đấy, cám thức ăn sử dụng cho ếch đây. Rất là đẹp luôn. Bên trên còn chưa che lưới đen, còn ếch này là cần phải che lưới đen. Rất là đẹp à. Mỗi cái tráng này thì có diện tích nó bình quân khoảng từ 10 đến 15 mét vuông bà con nhé, để cho chúng ta có thể dễ quản lý. Có thể là rộng 3 và dài 5 chẳng hạn, hoặc là rộng 2 mà dài khoảng 5, vân vân. Thì bà con tùy vào nhu cầu của địa phương, gia đình mình mà để làm cho nó đẹp. Mật độ nuôi này đấy, rất là đẹp luôn. Các cái kỹ thuật chuyên sâu thì ở video đầu video thì đã có chú ấy chia sẻ. Rất là đẹp luôn.
chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy Sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.